Rồi các bạn ơi, này các bạn đi đặt gặp chuột, cái vỏ gặp chuột, gặp rắn này. Coi nó táp kìa. Chạy lẻ các bạn. Cũng bự các bạn ơi nè, thấy không? Bự nó nhỏ đâu. Dữ luôn rồi nè, dữ ghê luôn đó. Rồi nó co đầu hai ba khớp các bạn thấy không, co đầu hai ba khớp luôn nè, đó đó ráp các bạn ơi, phóng 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 đó. Nó cỡ 600 gram các bạn. Thôi giờ mình thả luôn các bạn ơi, chứ mình đi đặt chuột lên bắt nó cũng tội cho nó ha. Thôi đi nè. Ê, cho mình đi mà không chịu đi hả? Chậm quá. Thả thì nó uổng quá. Thôi bắt luôn các bạn ơi, nhà không biết ai ăn không. Rồi ốp máy nha các bạn. Rồi anh em đi thăm chuột các bạn ơi, đi ban đêm nè, thấy đường con mẹ gì đâu, còn nguyên trắng tay, cái luồng nó cũng ngon. Hang thì nhiều. Ê một con vô rồi, con không chạy được luôn. Chuột này được mày, cái này là được rồi nè. Đó, một con thấy chưa, bỏ vô đi. Ai thăm trước rồi, trắng tay vô đây một con trà bá các bạn ơi. Đấy các bạn, bụng luôn bự ngon cơm đây. Ba con, bốn con, một lòng trà bá được bốn con đây, được con các bạn ơi, bự luôn, đâu nằm đây rồi trời, cũng bự mày nè, đứt cái đuôi vậy. Ê, đổ ngược. Ừ à. Rồi thằng nào tới nữa cho hay. Rồi đây con nữa các bạn ơi, thế không thế, đây đừng con nữa. Ừ, cũng được, bỏ vô. À, hai con cầm này ra tắt máy luôn, rồi coi cái nữa con, cái nó còn gì không. Rồi đây con đó các bạn ơi, thấy luôn, thấy ra bỏ vô. Đó, vô rồi, được ba bốn con rồi, lấm trâu trà trà trà, con này to à, nè Quy ơi, to à, chuột to dữ lắm. Rồi bắt lên, lấm, bộ con chuột hết hồn ra, chuột giấy hả, giấy to, những giấy bự á, định gọi ngay cái đó không thấy. Ừ, rồi lấm một con, bắt lấy của nó luôn, đây thằng, đây thằng nữa nè. Làm ăn ngủ được ta. Cô con này cũng to mày, bỏ vô luôn nhá. Bữa nay là có chuột à, ít chiều gì cũng có đó, lụm đây lụm. Trời ơi chuột to đó kìa, quý chuột to lụm đó. Ừ, trong đó con cái đó, rồi không dính trong đó rồi, hết rồi đó, cái nhiêu đó. Sao anh đợi em dính ngoài em giá dính bè thế vậy? Hên. Trời ơi con chuột chết hả Quy?
trắng. Con nó muốn chết rồi kìa, nó cầm môi nó kiếm gươm bỏ vô để dậy cho hồi chết trơn. Trắng bành đầu. Đó, còn mấy cái nữa hết rồi. Cũng được. 5 con hả, 6 con. Ký rồi đó. Được 60 ngàn rồi đó các bạn ơi. Vô, còn nữa. Đó, cũng đặt sống động cho dính sao. Thấy chưa? Trời ơi, ê, quay đầu lại. Trời ơi, ngon, ngon cơm. Ồ, vô. Nó é é kìa. Thấy không, cũng có dính nè. À. Đặt tàu lao cắn cuốc không à. Rồi. Vô. Đâu, hai ba con đâu? Đâu? Dạ, chặt ra đây hết rồi. Đâu ngoài trơn à. Ê, ê, nhỏ 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 chuột nhỏ chuột nhỏ. Chạy ngoài gì? Đâu? Đâu? Nó nè nè đó lụm. Trời ơi, ngon 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 rồi, tao thấy là ngon rồi nè. Trời ơi, đủ mẻ với cái nắp chứ trong luôn rồi. Trời, kéo cái nắp ra, tay đâu kéo, trường đâu kéo. Vô chết rồi đó, cũng sao bây giờ chuột nhỏ rồi đó, bóp bóp vô đó, thấy chưa gạo bạn ơi. Vô ngon cơm. Quay đầu về bên đây, quay về bển á, quay về hướng bên đó đó. Nghe. Ừ,